Hôm nay là ngày thứ 9. Em cũng có một số chuyện muốn nói với mọi người. Em là một cặp đôi ở trong ngôi nhà này. Em tham gia bởi vì em muốn có một cái gì đó gọi là sâu đậm trong 2 năm của em. Tại vì em và người ấy đã yêu nhau 2 năm rồi. Em rất là yêu người đó. Và em tham gia cái cuộc chơi này, em thật sự không muốn làm tổn thương một ai hết. Bởi vì mục tiêu của em và người đó đặt ra đó là khi em tham gia cuộc thi này, cuộc chơi này, thì tụi em muốn tìm lại cái cảm xúc ngay từ đầu. Tụi em nhắn tin Viber cho nhau giống như là tán tỉnh nhau ngay từ đầu vậy. Tim em vẫn đập thình thịch. Em vẫn rất là hồi hộp khi mà nhận tin nhắn của người đó. Thật sự y như là hồi đầu mà em với người đó bắt đầu tìm hiểu nhau vậy. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Phải có những biến cố như vậy thì mình mới biết là mình cần nhau trong cuộc sống. Phải có những lúc giận hờn, có những lúc thất vọng mới biết là người đó quan trọng với mình đến như thế nào. Em đã đạt được cái mục đích của mình, đó là tìm lại được cảm xúc của chính mình trong những ngày mà tụi em yêu nhau. Đó là điều em cảm thấy rất là hạnh phúc. Em với anh Sang yêu nhau năm 2015. Nhưng em với anh Sang đã gặp nhau từ năm 2013. 2 năm trước đâu? Năm 2013, đúng cái ngày đó thì 2 năm sau tụi em lại đáng lẽ là ngày cưới nhau á. Ngày 10 tháng 9. Thì vào ngày chuẩn bị đi đám cưới năm 2013, tụi em vô tình gặp nhau trên một cái lan can của trường đại học kinh tế luật, là trường em đang theo học. Anh Sang thấy em ở trên một cái tạp chí của trường là em là hoa khôi của trường. Thì anh Sang thấy em, anh Sang nhận, ô cô này là hoa khôi, mà anh Sang rất là ghét hoa khôi. Anh Sang nhìn như vậy, xong rồi lúc đó em lại đi, em mặc một bộ áo dài, em làm lễ tân, em đi ngang qua anh Sang như vậy, và trên hành lang chỉ có hai đứa. Thì mọi người tưởng tượng nó trong cái bộ phim, thấy hai người đi ngang qua nhau. Slow motion đúng không? Slow motion á. Đúng, đi ngang qua dòng hành lang không có một bóng người nào hết. Thì đó là em với anh Sang năm 2013. Nhưng mà chỉ là vô tình gặp nhau vậy thôi và hết. Đến chỉ anh Sang nhận ra chị thôi, nhưng chị không nhận ra anh Sang. Đến năm 2014, em và anh Sang cùng đi đến Campuchia, cùng đi đến Angkor Wat vào đúng một ngày đó. Nhưng cả hai lại không gặp nhau. Biết đâu là đã gặp nhau đó. Và có khi đến cả gặp nhau nhưng lại không nhận ra nhau. Nhưng đúng cái ngày đó tụi em đến Campuchia và đều đến Angkor Wat cả. Đó là đúng một cái ngày đó vào năm 2014. Và đến năm 2015 tụi em lại tiếp tục gặp nhau một lần nữa ở tại Sacombank. Nói chung là đến khi mà quen yêu nhau rồi mới bắt đầu dở ra. Mới lộ ra em. Dở ra. Ồ, mình đã như vậy giống như là cái ngày anh vô này á, là ngày anh bên trường á mời anh về để dự cái lễ khai giảng. Anh là đại diện doanh nghiệp, là đại diện khai giảng. Thì tình anh thì anh trong thì lúc mà đợi á, người ta phát cho mình cái cuốn sổ của nhà trường á, trong đấy hình hoa khôi kinh tế luận này kia, hoa khôi của đại quốc gia chứ. Thì anh đọc gì thôi, anh cũng chẳng quan tâm, thậm chí anh không nhớ mặt luôn á. Và sau đó cái tự nhiên gặp nhau, anh mới nhớ hình như cái cô này là cái cô trong hình, thế thôi hết. Xong khi mà anh vào sân khấu anh liệu cái lễ khai giảng, thì anh có chụp hình một cái tách, anh đăng lên Facebook là hôm nay vừa lễ khai giảng là bên đó. 2 năm sau tấm hình nó nhắc lại, anh mới thấy nó là cái con này. Đúng cho nên rồi, là cái hình mà anh Angkor Wat đó là hôm anh đi phượt Campuchia, là anh nhóm anh 5-6 người là tự đi Campuchia thôi, đi xe máy qua bển. Cô này cũng đi du lịch với gia đình hay cái gì á, với bạn thôi. Xong rồi tới lúc mà tụi anh quen nhau, cái tình cờ một cái buổi lục lọi tìm cái gì đó, nó rớt ra hai cái tờ mà chụp hình Angkor Wat đó. Và cái giờ ngày đó mới thấy là đúng ngày đó, giờ đó tụi anh là đến đó không gặp nhau. Cho nên là mọi người phải tin vào cái điều định mệnh với kỳ diệu trong tình cảm. Thời điểm mà anh với cổ gặp nhau ở trường là anh có người yêu rồi, cổ có người yêu rồi. Nói chung là nếu mà hồi đó mà anh mà gặp cổ mà thích cổ chắc là không thành đâu. Phải đợi tới 2 năm sau thì mới. Cái gì nó cũng phải đúng thời điểm hết. Đúng rồi, đúng thời điểm, chính xác. Trong 10 ngày qua bọn mình đã sống lại những cái ngày giống như là những cái ngày đầu yêu nhau á. Bọn mình vẫn cứ nhắn tin hẹn hò với nhau. Vẫn nhắn tin trò chuyện giống như là chưa quen. Bởi vì hai đứa mình xác định là tham gia chương trình này để tìm kiếm lại những cái cảm xúc để đặt lại cho một cái kỷ niệm sau 2 năm yêu nhau. Cho nên là tinh thần của cả hai xác định khi tham gia chương trình này là cứ thả trôi cái cảm xúc mình, nó thật đến từng cái thời điểm trong hiện tại. Và điều này nó mang lại một bọn mình những cái cảm xúc rất là mới mẻ. Mình cảm giác là cái tình cảm của hai đứa nó gắn kết nhiều hơn, nồng ấm hơn rất là nhiều.
tập hợp ra giữa sân cái mọi người sẽ nhớ cái show này cả đời luôn á. Đây là lần đầu tiên anh chính thức cầu hôn em. Nói chung là hai năm yêu nhau chưa có một cái sự kiện gì gọi là chính thức cầu hôn hay chính thức tỏ tình hết. Nên là nhân dịp có 8 anh em của anh ở đây cho nên là anh chính thức cầu hôn em. Hôm nay thì không có nến. Nến thì cho anh mượn nến của mấy ngày hôm trước. Nhạc thì đã có nhạc, còn đây là hoa. Xong khóc má. Chúc mừng Giang. Quá đỉnh quá. Trời ơi, tôi thương vậy. Chứ tôi biết khóc ở chuyện mà tôi mà tôi đang rung rung lắm. Cảm ơn anh em. Sức khỏe giỏi quá anh ơi. Dạ bắt đầu kêu chị hai nha, kêu chị bảy đi nha. Chị hai, chị hai. Bỏ heo đi nha. Nhờ chết rồi không nghĩ ơi. Để ăn tiếp đi chứ. Nói gì đi. Loan nói gì đi. Thật ra là phải nhờ có mọi người cái cầu hôn này thật ra là điều ước của Loan từ trước rồi. Loan từng nói với anh Sang là nếu như mà cầu hôn em á thì phải có hoa, bông hoa ấy nha. nhưng mà ít nhất hôm nay là không có những có hoa mà còn có cả tạ hoa. Có tạ hoa, phải có nhạc, phải có nến. Thì em mới đồng ý. Nhưng mà tính anh Sang thì không có thích những cái điều đó. Cho nên cái lần mà cầu hôn vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái á, là anh Sang cầu hôn em lần đầu tiên. Thì lúc đó là anh Sang bị ngộ độc thực phẩm. Buổi chiều hôm đó là em phải nghỉ làm. Rất là manly chở anh Sang về mà anh Sang gục trên vai em mà giống như muốn nhập viện luôn, ói mửa tùm lum. Khi mà chở anh Sang về rồi, cái tự nhiên ổng nằm một chút cái ổng mới thều thào. Ổng quăng cái bóp ra, ổng kêu bóp của anh nè, em cầm hết đi, coi như là tiền bạc của anh là của em. Xong khi anh cũng có chuẩn bị một cái đồng hồ để tặng em, tại vì em muốn cầu hôn là bằng đồng hồ, chứ em không có thích nhẫn. Thế là anh Sang quăng cái đồng hồ ra kêu đồng hồ nè, thời gian của anh là của em. Xong vừa nói thì vừa thều thào mà giống như là sắp xỉu đến nơi rồi. Đó là kết thúc cái buổi cầu hôn đầy lãng mạn cũng lãng xẹt của em. Hôm đó anh bị ngộ độc. Thì em chỉ nghĩ là thôi như vậy thì thôi cũng an ủi, ít ra cũng được cầu hôn rồi. Chứ không có nghĩ là sẽ có một ngày mà em được đủ mọi thứ như thế này. 80 triệu dân xế cảnh này. Mà còn có mọi người ở đây nữa. Thì em không biết sao chứ bình thường đáng lẽ khúc này em tưởng phải khóc lu bù loa nhưng mà không khóc được. Tại vì em vui không, cái này là thật là vui quá lắm mà không có cái lúc không có cảm không kịp khóc không kịp cảm xúc gì nữa. Tôi đã bảo hôm nay phải lồng lộn nên không chịu. Nó như thế này làm sao mà quên anh em mình quên nhau được. Dạ. Anh cũng mong là mình làm bạn hoài, có thể là mình sẽ bận, mình ít gặp nhau. Dạ. Có thể mình sẽ không thường xuyên gặp nhau được, nhưng mà ít nhất là mình sẽ nhớ đến nhau. Tình cờ gặp nhau thì mình chào nhau một tiếng. Và công việc của các bạn thì mọi người sẽ ủng hộ. Ai thành công mình sẽ ủng hộ. Hy vọng là có dịp hợp tác với nhau. Dạ, cảm ơn anh.